Em chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em lại mua được 4 củ thất diệp nhất chi hoa các bác ạ. Đây toàn những cái củ mà nó tương đối là nhiều mắt, chứng tỏ rằng là nó, cái tuổi đời của nó là tương đối là già rồi, lâu năm rồi. Các bác xem là cứ mỗi mắt vậy là tương ứng với lại một năm tuổi của nó. Đấy. Đấy, như củ này thì nó cũng phải tầm khoảng độ 1 này, 2 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mắt như vậy là khoảng 13 năm. Chỗ này tương tự như vậy cả, toàn là khoảng chục mắt cả. Như vậy khoảng chục năm rồi. Củ này thì nặng tầm 4 củ này thì toàn loại nặng từ 8 lạng cho đến 1 kg. Đấy, một củ các bác ạ. Cái chỗ khe suối thì đất nó tốt thì nó to hơn những cái nơi mà đất nó cằn cỗi. Và cái loại này thì nó ưa ẩm mà. Nó ưa ẩm dợp. Nơi mà đất tốt ở dọc theo các cái rãnh khe suối ở trên núi cao ấy. Cây này nó ưa lạnh các bác nhá, lạnh mát. Thì cái củ này thì có rất nhiều công dụng khác nhau, như các bác tìm hiểu ở trên mạng đấy cũng như là sách thuốc ấy, thì người ta đã coi nó như một cái loại thần dược để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Thì về cái khả năng điều trị ung thư của nó thì hỗ trợ phòng ngừa điều trị ung thư của nó thì nó còn mạnh rất nhiều lần so với lại cái nấm linh chi và cái nấm lim xanh rừng nha các bác nhá. Nó mạnh hơn rất nhiều lần so với nấm lim xanh. Thì đấy là cái tác dụng của nó về cái khả năng chữa bệnh của nó. Đấy. Ngoài cái tác dụng chính là phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư ấy, thì củ thất diệp nhất chi hoa này nó còn có rất nhiều các tác dụng khác nhau. Một trong những cái tác dụng nổi bật nữa của nó đó là nó chữa các cái bệnh liên quan đường hô hấp như là ho này, viêm phổi này, viêm phế quản này, rồi đặc biệt là hen suyễn. Đấy. Thì cái khả năng mà cắt cái cơn hen rất là nhanh. Đấy. Đông y đã thấy được cái tác dụng rất là rõ rệt của nó đối với cái đường hô hấp. Đấy. Đặc biệt là người ta còn sử dụng trong cái trường hợp là điều trị bệnh ho lao nữa. Đấy. À, ngoài những cái công dụng chính về cái em vừa mới nêu về cái đường hô hấp, rồi là phòng chống ung thư, rồi là hỗ trợ điều trị ung thư như trên ấy, thì nó còn giúp chữa rắn độc cắn nhá. Vì cái củ này nó giải độc gan cực mạnh luôn các bác này. Đấy, những người mà rượu bia nhiều đấy thì dùng cái củ thất diệp chất chi hoa này thì nó bảo vệ cái tế bào gan rất là tốt. Đấy, nó phòng ngừa ung thư mà chủ yếu nhất là ung thư gan này. Đấy, ung thư gan và ung thư tuyến giáp nhá. Đấy, thì cái khả năng mà điều trị, hỗ trợ điều trị ung thư gan, ung thư tuyến giáp của nó là rất là tốt. Nó bảo vệ tế bào ung thư, xin lỗi là tế bào gan mà, chống lại các tác nhân ung thư. Thì tiếp nữa là nó còn chữa rắn độc cắn, do công dụng giải độc của nó và loại cực mạnh các bác ạ. Kể cả những loại rắn rất là độc cắn vào thì chúng ta cũng dùng cái thất diệp nhất chi hoa này để có thể nấu nước uống này, hoặc là dùng cái bã của nó đắp lên trên cái vết thương ấy, thì nó giải độc rất là nhanh. Chính vì vậy mà trong sách thuốc người ta có ghi lại đó là ốc hữu thất diệp nhất chi hoa, độc xà bất tiến gia. Mà như tạm dịch ấy, là đó là trong nhà mà có cây thất diệp nhất chi hoa thì rắn độc không dám đến gần, tức là không dám vào. Để nói về cái công dụng chữa bệnh rất là đặc biệt của thất diệp nhất chi hoa này. Và nếu như bác nào có theo dõi trên báo chí và truyền hình, những người ta có nói về Lương Y Thanh, em quên mất họ tên rồi, nhưng mà tên đó là Lương Y Thanh ở trên Lào Cai. Đó là cái người mà tìm hiểu rất nhiều về cái công dụng chữa bệnh, phòng ngừa ung thư của cái củ thất diệp nhất chi hoa này ở trên dãy Hoàng Liên Sơn. Đấy. Thì như cái hàng hôm nay là cái hàng chọn nha các bác nha, chứ còn cái hàng bé thì em không lấy. Bởi vì các bác trồng biết rồi đấy, nếu ngâm rượu rồi là sử dụng ấy, thì các bác hay sử dụng những cái loại mà củ nó già lâu năm, này, củ to, dược tính nó cao. Chứ còn những cái củ mà nó mới có vài mắt thôi thì em không lấy đâu. Cái loại đấy chỉ bán giống thôi, để cho các bác về nhà trồng. Cái này trồng thì các bác phải trồng ở dưới cái trong những cái vườn cây mà nó có nhiều bóng râm, bóng mát nhá. Vì nó ưa ánh sáng tán xạ và nhiệt độ tương đối là thấp một chút. Khu vực nào mà ở đồng bằng ấy, thì ta phải trồng những cái chỗ mà tránh nó ẩm thấp quá, nó lại nhiều nước quá thì nó lại bị úng, nó thối. Đấy, thì các bác phải nắm được cái kỹ thuật của nó thì chúng ta trồng nó mới đảm bảo là nó ổn định lâu dài được. Đấy. Thì vừa rồi em vừa mới giới thiệu với các bác về củ thất diệp nhất chi hoa. Đây là 4 cái củ hàng chọn của ngày hôm nay nha các bác nha. Nếu bác nào mà có nhu cầu để mà mua về củ thất diệp nhất chi hoa này, có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0388984410, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Đấy, thì ngoài cái sản phẩm về thất diệp nhất chi hoa thì em còn có cả sâu chít nha các bác nhé. Sâu chít tầm rượu để gửi đi xa vào miền Nam đấy các bác. Nó được coi như là đông trùng hạ thảo của Việt Nam đấy, bởi vì nó rất là bổ dưỡng, có rất nhiều những cái lợi ích mà trong một video khác em sẽ giới thiệu với bác mà đã từng giới thiệu với các bác rồi. Và sâu chít này thì em đang bán là
5 triệu trên kg nhá các bác nhá. Đấy là tính mình cái con sấu chít thôi chứ còn rượu thì không tính. Và em miễn ship luôn cho các bác đến tận nhà. 1,5 triệu trên kg. 1 kg thì được rất là nhiều luôn. Một cái hộp này em đang đóng này thì chỉ có 500 gram thôi. Đấy. Tức là có nửa kg thôi. Chứ còn hai hộp thì mới được 1 kg. Các bác mà lấy từ nửa kg em cũng ship nhá. Thì đấy là về cái vừa rồi cái video em giới thiệu đến các bác về hai cái sản phẩm của ngày hôm nay, đó là củ thất diệp nhất chi hoa, còn gọi là cây bảy lá một hoa đấy. Và cái sấu chít. Mà nếu như thấy video của em bổ ích và có thể giới thiệu đến các bác về những cái vị thuốc công dụng của nó thì các bác có thể chia sẻ với mọi người. Và xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo.